Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thêm một hãng năng lượng tái tạo hàng đầu sẽ rời Việt Nam. Ngày 11 tháng 9, VOA loan tin, Reuters, hãng năng lượng tái tạo hàng đầu Enel sẽ rời khỏi Việt Nam. VOA dẫn tin từ hãng tin quốc tế cho hay, ba người am hiểu vấn đề nói với hãng tin này rằng tập đoàn Enel của Italy đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. Đây sẽ là diễn biến mới nhất của một công ty phương Tây rút khỏi các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam. VOA dẫn tập đoàn Điện lực Italy cho biết, vào năm 2022, họ muốn đầu tư vào các nhà máy sản xuất tới 6 GW năng lượng tái tạo ở Việt Nam, mà không nêu rõ loại nào, nhưng lưu ý tiềm năng của Việt Nam về năng lượng gió và mặt trời. Hai trong số những người nói trên cho biết, động thái này là một phần trong kế hoạch tái tổ chức rộng rãi hơn hoạt động kinh doanh toàn cầu của Enel. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA cho biết hiện không rõ liệu việc rời khỏi Việt Nam có được công bố hay không và khi nào. Tập đoàn dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến lược hàng năm vào tháng 11 tới. Enel từ chối bình luận các nguồn không muốn nêu tên vì thông tin không được công khai. Bộ Công thương Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận. Theo VOA, Enel là nhà nước Ý kiểm soát là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào năng lượng tái tạo. Nhưng kể từ khi CEO Flavio nắm quyền vào năm ngoái, tập đoàn này đã chuyển trọng tâm sang cơ sở hạ tầng lưới điện, cam kết dành một phần đáng kể đầu tư trong nước và giảm tiếp xúc với quốc tế. VOA nhận xét, việc Enel rời khỏi Việt Nam sẽ là đòn dáng mới nhất vào chiến lược năng lượng của Việt Nam, vốn xoay quanh việc tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo và khí đốt để giảm sự phụ thuộc vào than đá. VOA nhắc lại, tháng trước, hãng tin quốc tế đưa tin, công ty Equinor của Na Uy đã hủy kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực gió ngoài khơi của Việt Nam. Trong khi tập đoàn Ørsted của Đan Mạch cho biết, năm ngoái họ đã dừng kế hoạch đầu tư vào các trang trại gió lớn ngoài khơi Việt Nam. VOA dẫn trang web của Enel, theo đó, chi nhánh năng lượng tái tạo của Enel, Enel Green Power, quản lý hơn 1.300 nhà máy và có khoảng 64 GW công suất tái tạo được lắp đặt trên toàn thế giới. Trong số 6 GW công suất mà Enel dự định lắp đặt tại Việt Nam, có khoảng 1 GW đã ở giai đoạn nâng cao vào giữa năm 2022, với nhà máy điện đầu tư chưa xác định, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, theo trang web của công ty về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Và đây là hình một trang trại điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Enel không bình luận về tình trạng các dự án của họ tại Việt Nam. Được biết Enel được thành lập vào cuối năm 1962, ban đầu là một tổ chức công, sau đó chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn vào năm 1992 và được tư nhân hóa vào năm 1999. Enel là công ty lớn thứ 59 trên thế giới tính theo doanh thu vào năm 2023 và là công ty điện lực lớn thứ hai thế giới vào năm 2018. Các lĩnh vực điện mà Enel tham gia sản xuất gồm địa nhiệt, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, nhiệt điện và điện hạt nhân. Enel cũng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển để sản xuất và truyền tải điện, bao gồm thiết kế và triển khai nhà máy lai kết hợp việc sử dụng các nguồn và công nghệ khác nhau để lưu trữ năng lượng nhằm tăng hiệu quả của nhà máy phát triển lưới điện thông minh giúp tăng hiệu quả và tính bền vững trong việc phân phối điện với sự hỗ trợ của cộng đồng châu âu một số ý kiến cho rằng việc đấu đá kéo dài trong nội bộ đảng cộng sản việt nam hiện nay cùng với tình trạng tham nhũng và những bất cập về mặt pháp lý đã làm mất lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài nên họ bỏ đi đặc biệt trong lĩnh vực điện khi mà evn vẫn được độc quyền mua bán điện luật sư phản đối án oan Hồ Duy Hải bị kết án theo Điều 331. Ngày 7 tháng 9, AFA Tiếng Việt loan tình, Tòa án Việt Nam kết án tù luật sư phản đối án oan với tử tù Hồ Duy Hải. AFA cho biết, hai người kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án tù vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Một trong hai người bị kết án là luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Nam Định. AFA nhắc lại, tử tù Hồ Duy Hải đã kêu oan suốt từ năm 2008 tới nay. Đây là vụ án nổi tiếng, được nhiều luật sư và đại biểu quốc hội lên tiếng vì những chứng cứ điều tra không thuyết phục. AFA dẫn tin từ Báo Công an Nhân dân ngày 4 tháng 9 cho biết, hai người gồm bà Phan Ngọc Dung và luật sư Bùi Văn Khang của đoàn luật sư Nam Định từ tháng 10 năm 2021 đã tổ chức các hội luận tọa đàm trực tuyến trên kênh YouTube có tên Tiếng Nói Lòng Dân để giải đáp các câu hỏi và tư vấn pháp luật cho những người tham gia buổi tọa đàm. Và đây là hình bản tin trên AFA. Báo Công an Nhân dân Trích Cáo Trạng cho biết, từ tháng 10 năm 2021 cho đến ngày 21 tháng 1 năm 2024, Dung và Khang lợi dụng quyền tự do ngôn luận lợi dụng vụ án hồ duy hải để tổ chức nhiều chương trình hội luận, tọa đàm trực tuyến, phát tán 1.200 video clip trên kênh youtube tiếng nói lòng dân và trang facebook dịu Nhàng của dùng có nội dung xuyên tạc, vu khống, xâm phạm danh dự, nhân phẩm cơ quan, tổ chức là hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao và cá nhân là lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao, lãnh đạo nhà nước gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Theo AFA, ông Khang, 75 tuổi, bị tòa án tuyên án 2 năm tù theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Bà Phan Ngọc Dung, 69 tuổi, bị tòa tuyên án 3 năm tù với cùng tội danh. Đây là điều luật đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên án, là mù mờ và thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để bịt miệng những tiếng nói đối lập. Được biết, vụ án Hồ Duy Hải là một vụ án hình sự nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu điện Cầu Voi, ấp 5 tỉnh Long An. Nạn nhân của vụ án này là hai nữ nhân viên bưu điện là Nguyễn Thị Ánh Hồng sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Thu Vân sinh năm 1987 bị giết bằng cách cắt cổ. Ngày 21 tháng 3 năm 2008, nghi phạm Hồ Duy Hải sinh năm 1985 bị bắt Hồ Duy Hải và gia đình đã liên tục kêu an từ đó cho đến nay. Và đây là hình bị cáo Hồ Duy Hải tại một phiên tòa. Các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều kết án tử hình Hồ Duy Hải về tội giết người và cướp tài sản. Vào năm 2011, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã quyết định không kháng nghị vụ án. Năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải. Năm 2014, trước phản đối của dư luận trong nước và quốc tế cũng như của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tư pháp. Năm 2019, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Năm 2020, Tuyên giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao do chánh án Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa đã không chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Và đây là hình nguyên chính án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình. Đây là một vụ án có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng như tiêu hủy vật chứng, thay đổi vật chứng, bỏ sót các chứng cứ pháp y, ép cung, rút bỏ chứng cứ có lợi cho bị cáo. Tuy nhiên, tòa án tối cao nhận định những vi phạm pháp luật này không làm thay đổi bản chất của vụ án nên không cần thiết phải hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo dư luận, vụ án này là một vết nhơ trong sự nghiệp của ông Nguyễn Hòa Bình trên cả cương vị Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao và chánh án tòa án tối cao. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin luật sư phản đối án oan Hồ Duy Hải bị kết án theo Điều 331. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.